Hãy đánh thức sức sống tiềm tàng vào những giai đoạn quan trọng để cây lúa phát triển vượt bậc. Plastimula 1SL cho mầm mạnh rễ khỏe, tăng sức đề kháng bên răng lúa, tăng số chồi hữu hiệu cho đồng to, trổ nhanh và rộ. Plasti tăng cường sức sống, sức mạnh sinh học. Tân Thành cho năng suất xanh. Kính thưa các bạn, hôm nay tôi mời các bạn ra đây là các bạn chứng kiến một sự nghiên cứu lừng lẫy. Tôi đã nghiên cứu rất là nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày. Các bạn biết cái này cái gì không? Biết cùng đến. Đó là sự đột phá, một sự đột phá của tôi. Thật sự cái gì nó dữ dằn lắm. Một chút vôi cho lòng bồi hồi, một chút xà phòng cho lòng ai dương dấn. Những giọt chất tẩy này hết sảy không mà bảy luôn. Trời đất ơi, đột phá có thấy hay không? Hay không? Bỏ thai bạn luôn á. Chào các bạn. Ơi, ông bãi mới về hả? Cái gì đây? Nước phải không? Cảm ơn. Người bạn uống vô là chết liền. Đây là sự nghiên cứu đột phá của tôi. Nghiên cứu làm cái gì? Thì đây nè, tôi biết là mùa mưa đúng không? Nắng không có nắng, ẩm mốc, rong rêu. Đây, ba cái loại chất tẩy này sẽ diệt hết những cái đó. Diệt hết rong rêu. Bác Học. Phải nói, bạn là một người bạn mà hiểu tôi nhất. Bạn có biết không? Đó. Trong chuyến đi lần này khảo sát, tôi đã đến ngôi trường. Nhưng trời ơi, nơi đó rong rêu bám đầy. Trời, tôi đi tôi té, tôi đứng dậy tôi lại té, và rồi tôi đứng dậy, tôi gắng tôi đứng dậy một lần nữa nhưng tôi vẫn té bạn. Trời ơi, đất ơi, tội nghiệp chưa. Trời ơi, cái gì đi khảo sát thì cái trường nào nó khó khăn thì mình về mình chia sẻ cho cả đội cùng biết. Chứ bây giờ làm giống như là tôi đi tôi cũng té, tôi nằm tôi cũng té, tôi đứng dậy tôi cũng té. Còn định té lịch sử hả? Bó tay bạn luôn á. Trời ơi, gì đâu về mà cứ gặp nhau tay bắt mặt mừng. Trời, làm như là chưa hề có cuộc chia ly vậy. Ừ. Bà Phải ơi, phải nói một điều là bạn làm hơi lố đó. Tất cả mọi người ở đây nè, ai cũng đã từng đi khảo sát. Từng dãi nắng dầm mưa, từng cực khổ ai cũng có. Nhưng mà đâu có ai mà làm quá như bạn vậy đâu. Nói chung á là cái trường đó nó bị rong rất là nhiều. Bây giờ chúng ta phải tìm cách nào để cải thiện. Nhưng mà nãy giờ bạn nói không mà tụi tôi đâu biết là trường đó bị rong rêu như thế nào đâu. Bây giờ bạn kể hiện trạng của trường đi. Ừ, kể đi, trời ơi. Chuyện là như thế này. Cái đường đi nhầm khi nó nhỏ quá à. À, nếu mà có đi vệ sinh, nếu mà có nhiều người quá, mấy bạn thường hay chen lấn, nhầm khi có bạn bị té xuống đất dơ người luôn. Cái sàn thì nó đóng gông nhiều, đi nó trơn trọt lắm. Muốn đi là chen lấn rồi còn té, mà còn hôi nữa, nên mấy bạn không có muốn đi nên phải nhịn. Có khi mấy bạn đi đông quá, mấy bạn còn tiểu lên dính quần nữa. Mấy con đi đông quá không đủ, mấy con phải đi ra phía bên ngoài. Đông quá là mấy bạn cũng phải đi vệ sinh ở phía ngoài. Mấy cái con nhìn nhện đó, mà nó dính vào cái xô nước đó. Mấy bạn kia nói là trong cổng có con chuột chết cho nên nước nó cũng hôi. Thời đó còn có cửa, còn đóng được. Bây giờ cái cửa nó bị hư cho nên đóng không có được. Cái nhà vệ sinh của trường đó được xây dựng vào năm 1994. Thì nói chung là phòng dục đào tạo Vĩnh Lợi đó cũng đã hai lần đầu tư để mà cải tạo, đã sửa chữa hai lần rồi. Nhưng mà đến thời điểm này thì nói chung là cầu nó cũng đã xuống cấp rất là nhiều. Với số lượng học sinh ở đây đó mà tới 130 mấy em thì ở đây nó chỉ có là hai cái phòng ngăn cách là bên nam bên nữ. Và cái địa hình ở cái cầu đó thì nó nằm ở trong một cái
cái chỗ mà nói chung là nó hơi phức nữa, nó không được sáng, tại vì cây nó che đó, cho nên nó cũng dẫn đến quá trình là đóng gông, nó trơn trợt đó. Cho nên là trường cũng muốn cải tạo lại để cho nó tốt, để mà phục vụ cho các em sinh cũng như là sinh hoạt vệ sinh. Ủa mà sao vậy? Ai, tôi không có giận với mấy bạn nha. Hồi nãy giờ là tôi cho coi rồi nha. Bây giờ là bàn phương án nè. Không, tôi giận với bạn. Tôi bực bội lắm nha. Hồi nãy giờ tôi té là tôi hơi quắn cái não rồi đó. Thôi đi, bình tĩnh đi. Tôi giận chứ. Trời đất ơi. Thấy được tình trạng ở trường rồi, tôi lo lắng lắm. Chỉ là làm cho bạn bớt căng thẳng mà thôi. Nhưng mà bác Học ơi, tôi thấy là rong rêu á mà bà còn đưa xà phòng vô là mấy em dễ té hơn nữa nha. Cái này hả? Thôi vậy cắt vô. Vậy thì mình đập đi, đập bỏ hết rồi mình xây lại. Xây lại thì rong rêu nó sẽ bám lâu hơn. Tại vì cái này nó cũ rồi, nó bám sẵn rồi phải không? Mình diệt nó thì nó cũng sẽ trở lại nhanh lắm. Còn mình đập mình xây lại thì nó hơi lâu một chút xíu. Bó tay. Tôi phải nói là tôi bó tay với bạn luôn á. Bạn này tối ngày cứ đập hoài à. Mặc dù đã có rất là nhiều sự cố gắng, nhưng mà cái phương án bạn đưa ra không đi đâu về đâu. Cho nên là thôi, tôi thay mặt cho bạn, thay mặt cho tất cả các bạn, mời các bạn coi phương án ngay sau đây. Trường tiểu học Lê Văn Tám, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã có phương án để sửa chữa. Bây giờ còn chần chờ gì nữa? Chúng ta hãy bắt đầu đi các bạn. Không những chúng ta phải làm tiến độ rất là nhanh, mà chúng ta phải bàn giao sớm nữa. Đúng rồi. Để cho các bạn kịp năm học mới này có cái để sử dụng nha các bạn. Các bạn nhỏ thân mến, ngày hôm nay thì anh siêu nhân môi trường cũng như là biệt đội siêu nhân xanh hứa với các bạn luôn là anh sẽ đến bàn giao công trình này sớm để giúp các em có thêm niềm vui cho năm học này nha. Còn bây giờ thì chúng ta phải lên đường thôi đúng không nào? 1, 2, 3, lên đường! Xin gửi lời chào đến quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Siêu Nhân Xanh Vì Môi Trường Xanh. Hôm nay thì tại tỉnh Bạc Liêu, đó là huyện Vĩnh Lợi, chúng ta có thêm một ngôi trường nữa sẽ nhận công trình bàn giao này. Và rõ ràng rằng là qua rất nhiều những ngôi trường rồi, Siêu Nhân Môi Trường mới thấy là càng vào những thời điểm như là mưa gió thất thường như thế này nè, các bạn nhỏ của chúng ta sẽ cần lắm một công trình nhà vệ sinh khang trang, sạch đẹp và tiện nghi hơn. Ngay bây giờ xin được mời đơn vị tài trợ công ty Tân Thành, đại diện là anh Lâm Văn Toán, và xin được mời đại diện nhà trường thầy Phạm Quốc Bảo sẽ lên bàn giao công trình Siêu Nhân Xanh Vì Môi Trường Xanh. Hôm nay được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành hỗ trợ cho trường cũng như là cải tạo lại cái nhà vệ sinh, thì đây là một cái niềm vinh dự lớn không những cho thầy trò của trường tiểu học Lê Văn Tám mà tạo được cái điều kiện để cho các em học tập cũng như là các em sinh hoạt có một cái môi trường vệ sinh thật là tốt. Thay mặt cho nhà trường xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn thầy Bảo và cũng chúc sức khỏe cho thầy cũng như là tập thể sư phạm của trường chúng ta sẽ luôn nhiều sức khỏe, và quý thầy cô sẽ tiếp tục công việc là giúp đỡ cho các bạn nhỏ chúng ta có thêm nhiều kiến thức nè, và đặc biệt là chúng ta sẽ cùng nhau chung tay giữ gìn và bảo vệ công trình của chương trình Siêu Nhân Xanh Vì Môi Trường Xanh. Rồi, bây giờ sẽ là những phần quà đầu tiên ngày hôm nay anh dành cho các bạn nè. Lắng nghe thật kỹ nha. Em hãy cho biết biển có vai trò nào sau đây? A. Cung cấp muối, khoáng sản, hải sản quý. B. Điều hòa khí hậu. Và C. Tất cả đều đúng. Rồi, cánh tay đầu tiên anh mời bạn nhỏ này nè. Đáp án A, B hay C? Đáp án A. Đáp án A là cung cấp muối, khoáng sản và hải sản quý. Trời ơi, sao cứ cầm cái micro lặn xuống bụng hoài vậy? Đây là đáp án chưa chính xác. Xin mời con, đây. Câu trả lời của Phong là C. C. Chắc chưa? Chắc. Chắc chưa? Chắc. Rồi, bạn Phong chọn đáp án C, đó là cung cấp muối, khoáng sản, là hải sản quý hiếm và điều hòa cả khí hậu. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng Phong. Tại tỉnh Bạc Liêu thì có nghề muối truyền thống hàng bao thế kỷ qua, tập trung ở hai huyện là Hòa Bình và Đông Hải. Biển Bạc Liêu sạch và có độ mặn cao nên chất lượng muối rất là tốt. Câu hỏi tiếp theo, hành động nào sau đây sẽ gây hại cho môi trường biển? A. Xả rác thải xác động vật xuống biển. B. Khai thác triệt để các loài sinh vật biển. Và C. Cả A và B đều đúng.
Con chọn đáp án A. Đáp án A là xả rác thải xác động vật xuống biển. Đây cũng là hành động gây hại cho môi trường biển, nhưng chưa chính xác trong câu hỏi này. Một bạn khác. Em xin trả lời câu hỏi là em chọn câu C. Câu C là cả hai đáp án A và B đều đúng. Cảm ơn Khang, đáp án chính xác. Các bạn lắng nghe câu hỏi sau đây của anh siêu nhân môi trường nha. Câu này rất là thú vị luôn. Tại huyện Vĩnh Lợi của tỉnh Bạc Liêu có ngôi tháp cổ nào? A là tháp Bonaga, B là tháp Chăm và C là tháp cổ Vĩnh Hưng. Câu trả lời của bạn Mảnh là huyện Vĩnh... C là tháp cổ Vĩnh Hưng, chắc chưa? Đúng không? Vỗ tay lớn lên nữa nào. Rồi, cảm ơn em. Quý vị thân mến, và đây chính là công trình nhà vệ sinh mới mà chương trình Siêu Nhân Xanh vì Môi Trường Xanh đã bàn giao cho các bạn nhỏ tại trường tiểu học Lê Văn Tám. Và Siêu Nhân Môi Trường cảm thấy rất là thích thú với công trình này, bởi vì nó vừa khang trang nè, và bên ngoài thì mặc dù là nước ngập rất là nhiều, nhưng mà các bạn nhỏ chúng ta đã có được một công trình nhà vệ sinh mới nữa để phục vụ cho công việc học tập không còn khó khăn như trước đây nữa. Môi trường xanh cho bầu không khí trong lành, môi trường xanh cho một cuộc sống vui tươi, môi trường xanh vì một tương lai tốt đẹp, môi trường xanh trái đất bền vững muôn đời. Thưa quý vị khán giả thân mến, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay là việc dọn rửa nhà vệ sinh mới, ngay bây giờ sẽ là phần quà mà Siêu Nhân Môi Trường dành cho các bạn nhỏ tại trường tiểu học Lê Văn Tám. Trò chơi ngày hôm nay được mang tên lăn bóng bằng tay. Ở trò chơi này đòi hỏi sự khéo léo bình tĩnh của các bạn. Chọn hai đội chơi với số bạn tham gia như nhau. Hai đội chơi sẽ đứng ở vị trí vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh của quản trò, bạn số 1 sẽ dùng tay lăn bóng vòng qua điểm đích và trở về vạch xuất phát. Sau khi bạn số 1 thực hiện xong, tiếp tục đến bạn số 2 thực hiện như bạn số 1. Cứ như vậy cho đến bạn cuối cùng. Đội nào hoàn thành sớm là thắng cuộc. Và bây giờ trò chơi chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên. Đội giành chiến thắng lượt chơi đầu tiên thuộc về đội áo xanh. Chuẩn bị. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3
Thưa quý vị khán giả thân mến, trò chơi vừa rồi cũng đã khép lại số phát sóng kỳ này của chương trình Siêu Nhân Xanh vì Môi Trường Xanh. Siêu Nhân Môi Trường xin gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Và đừng quên số điện thoại nóng quen thuộc của chúng tôi 02923 652 810. Biệt đội Siêu Nhân Xanh vì Môi Trường Xanh vẫn sẵn sàng đón nhận tất cả những cuộc gọi của những trường đang gặp khó khăn, chưa có công trình nhà vệ sinh phục vụ cho các bạn nhỏ. Và một điều nữa là quý vị khán giả cũng sẽ luôn tiếp tục ủng hộ tinh thần cho Biệt đội Siêu Nhân Xanh vì Môi Trường Xanh. Còn bây giờ thì Siêu Nhân Môi Trường và các bạn nhỏ tại trường tiểu học Lê Văn Tám xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Môi trường xanh cho không khí trong lành, môi trường xanh cho một cuộc sống vui tươi, môi trường xanh vì một tương lai tốt đẹp, môi trường xanh cho đất bền vững muôn đời. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành hân hạnh đồng hành cùng chương trình Tân Thành cho năng suất xanh.